400 mấy vị. Rồi quý vị ơi, 450 là một cặp trang hồng phấn nha. Cái này là nó nằm trong chậu lâu dữ lắm nha, từ nhỏ tới lớn nha. Cái gốc cái củ nó còn tuốt ở dưới đây nữa nè, tôi là làm biến môi lên nha, nó còn tuốt dưới đây, cái củ chành bành dưới này nè đó, bông của nó nè đó. Cặp này là bán là 300 nha, 150 cây nha, một cặp là 300 đó, thấy bông không đó, đang đơm bông ra nha. Cái này nằm chậu từ nhỏ tới lớn luôn nha, cũng phải 2 năm trời rồi trở lên rồi nè. Cái củ bành kia dưới này nè, củ dưới này nè, bây giờ quay như đây, quay ngang cho quý vị xem đó nè, chai chai xanh nè, một cặp 300 nha. Rồi à, xuống cây này đi Bi ơi, lên cây kia đi con ơi, một cặp 300 trang hồng phấn. Rồi cây thứ hai này nha quý vị, cũng đang ra bông nhiều luôn nè, thấy không, quá trời bông luôn á, rất là nhiều bông luôn á. Rồi một cặp 300k. Rồi sao luôn, quay bên này qua cho quý vị xem luôn mặt sau nó luôn đó. Đó thấy chưa, quá trời bông luôn à. Đó rồi một cặp trang hồng phấn 300k, gốc nó bự lắm nha quý vị, này hai thân nha, này này đây nè, gốc nó còn tuốt ở dưới này nè, cái củ nó nằm tuốt ở dưới sâu nè nè, tôi không có thời gian moi lên nha, củ nó còn nằm dưới đây, cây này cây hai thân nha. Rồi một cặp trang hồng phấn 300k. Một cặp trang hồng phấn 300. Xuống Bi ơi.